Chào các anh em, rất vui được gặp lại các anh em trong video ngày hôm nay. Đổi biển số vuông sang biển số dài có được hay không? Thủ tục nó ra làm sao? Và đây là một số những cái câu hỏi mà khách hàng, rất là nhiều khách hàng hỏi Thiên Sơn. Và hôm nay Sơn sẽ hướng dẫn anh em cách đăng ký biển số vuông sang biển số dài cho chiếc xe cưng của mình nha. Theo như thiết kế ban đầu cơ bản của nhà sản xuất ô tô thì đa phần các xe nó đều được thiết kế để gắn một biển số vuông và một biển số dài. Chính vì vậy mà cơ quan cảnh sát giao thông họ cũng căn cứ vào đó để cấp cho chúng ta một biển số vuông và một biển số dài. Nhưng hiện nay một số dòng xe đời mới nó được thiết kế nếu mà gắn hai biển số dài hơn thì nó sẽ đẹp hơn, nó tăng cái tính thẩm mỹ hơn. Một số sở thích cá nhân của anh em thì thích hai biển số dài hơn, nên cái nhu cầu đổi biển số hiện nay khá là nhiều. Và nếu đổi biển số dài thì nó có phạm luật hay không, rồi cái chi phí nó bao nhiêu, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp cái vấn đề này nhé. Về đổi biển số dài thì chúng ta sẽ có hai trường hợp, trường hợp là đăng ký lần đầu và trường hợp đã đăng ký có biển số rồi. Đối với những trường hợp mà xe đăng ký lần đầu thì nó khá là đơn giản. Bạn chỉ cần tới nói với hãng xe mà bạn ấy đang định mua, trước khi bấm biển số là đăng ký biển số dài, hai biển số dài, thì cái bộ phận đăng ký xe trước khi bấm số họ sẽ tới phòng cảnh sát giao thông đường bộ và sẽ đăng ký cho bạn luôn. Và cái thời gian mà bạn nhận biển số dài nó tầm khoảng 15 đến 30. Vì vậy trong cái thời gian mà chờ bấm biển số, chờ cấp biển số dài như vậy thì xe của bạn có được lưu thông hay không thì bạn hãy yên tâm nhé. Lúc cảnh sát giao thông đường bộ họ vẫn lúc này thì cảnh sát giao thông đường bộ họ vẫn cung cấp cho bạn một biển số dài và một biển số vuông để anh em chúng ta lưu thông bình thường. Trường hợp thứ hai đó là trường hợp mà xe có anh em đã có biển số rồi thì chúng ta cần cấp lại, thì anh em cần một số những giấy tờ sau tới phòng cảnh sát giao thông để chúng ta được cấp lại. Đầu tiên đó là tờ khai biển số. Cái tờ khai này chúng ta khai một bản và chúng ta sẽ lấy ở phòng cảnh sát giao thông, và cái nội dung ghi thì chúng ta cũng sẽ điền những thông tin về xe, và cái lý do đổi biển số là chúng ta ghi là đổi lại biển số vuông hay là biển số dài. Và anh em chuẩn bị sẵn một bộ cà số khung số máy. Cà số khung số máy thì nếu anh em không biết cà thì chúng ta có thể tới chỗ phòng cảnh sát giao thông thì cũng sẽ có một số cái dịch vụ họ sẽ cà cho anh em, và cái chi phí nó khoảng tầm 100 đến 150 ngàn. Rồi tiếp theo đó là chúng ta photo thêm cà vẹt và chứng minh nhân dân, và anh em nhớ mang theo cả đăng kiểm xe để phòng cảnh sát giao thông họ có kiểm tra đăng kiểm. Và sau khi hoàn tất thủ tục và đăng ký thì cán bộ công an họ sẽ cấp cho anh em một cái giấy hẹn lấy biển số dài, và chúng ta chờ 15 tới 30 ngày thì chúng ta sẽ mang cái giấy hẹn này và cái biển số vuông để chúng ta đổi lại cái biển số dài. Và cái chi phí để chúng ta đổi cái biển số dài nó mất khoảng tầm 150 ngàn, nhưng cái phí chung chi thì nó khoảng tầm 1,5 triệu tới 2 triệu. Đó là theo một cái thông tin mà Sơn mới cập nhật trong thời điểm này. Còn tùy theo cái khu vực, và nếu anh em nào có cập nhật được cái chi phí mới thì hãy bình luận và comment xuống bên dưới để mọi người cùng tham khảo. Và trả lời cho câu hỏi là lắp biển số dài nó có bị phạm luật hay không, thì Sơn xin trả lời là luật sẽ không cấm chúng ta gắn hai biển số dài, miễn là biển số do công an cấp. Và bạn cũng sẽ không phải đăng kiểm khi mà cấp lại biển số dài, nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm về điều này. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hãy bấm đăng ký và like để ủng hộ Thiên Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Mười lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản, nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt.
thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn.